anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kemotun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách bắt bệnh những chiếc xe FI. Để vào bắt bệnh những cái chiếc xe FI thì clip hôm nay thì mình sẽ phải hướng dẫn anh em cái cách mà xóa lỗi thủ công bằng tay. Đó, thì cái xe FI này thì chúng ta có thể xóa lỗi theo hai hình thức. Thứ nhất là xóa lỗi thủ công hoặc là xóa lỗi bằng máy, như những cái thiết bị là Proken đó. Thì ở đây thì sẽ có rất nhiều anh em sẽ không có những cái thiết bị máy móc như thế, thì chúng ta sẽ có thể là xóa lỗi bằng tay. Thì ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách xóa lỗi đã. Thì cái xe này nó có một cái lỗi, cái này thực ra nó không phải là lỗi mà nó là cái cơ chế hoạt động của cái xe này. Nhưng mà do những cái người thợ trước là họ không biết cho nên là họ đã phải làm rất nhiều các cái chi tiết khác, nhưng mà cuối cùng là nó vẫn không nổ. Thì mình được chủ xe họ tìm đến mình và họ có bảo mình là mang về cửa hàng mình để mình xử lý nó. Thì thực ra thì mình đã tháo ra để mình tìm hiểu cái nguyên nhân của nó không có cái gì cả, nhưng mà do họ không am hiểu cho nên là họ đã phải tháo bung bét ra và họ làm nhiều thứ thì cái xe nó vẫn không nổ được. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi vào hướng dẫn và chia sẻ anh em về cái xe này. Thì trước khi vào cái clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách bắt bệnh ấy. Thì bây giờ là mình sẽ đề lổ lên cho anh em thấy là cái xe này nó vẫn đang nổ bình thường. Đó, thì mình bật chìa khóa, cái đèn nó đang bình thường và mình bấm đề. Đó, cái xe nó nổ luôn rồi. Và bây giờ là mình sẽ tắt chìa khóa đi, là mình sẽ đề lại cho anh em một lần nữa cho anh em thấy là mình sẽ để thoải mái luôn là nó không nổ nhá. Và clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em bắt bệnh. Clip này thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà reset thủ công. Đó, bây giờ là mình bật này. Đó, và mình bấm đề nhá. Đó. Ở đây thì mình có lắp thêm một cái đồng hồ đo áp luôn để anh em thì thấy là mình đề thoải mái không nổ nhá. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ tắt chìa khóa. Và bây giờ là mình sẽ đề lại một lần nữa là một phát là nổ luôn. Đó. Đây là cái cơ chế của cái xe này nhá. Đó, anh em thì thấy kim vẫn chỉ 3 cân. Thì họ có nói là bị chết bơm, họ kiểm tra bơm rồi là chết kim. Rồi là nặng hơn nữa thì họ bảo là chết ECU. Rồi thì clip sau thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái video để mình tắt chìa khóa đó. Clip sau thì mình sẽ chia sẻ anh em về video bắt bệnh của cái xe này. Thì trước khi đi vào cái xe này thì mình xin phép là mình sẽ phải hướng dẫn anh em cái cách mà xóa lỗi thủ công đã. Bởi vì là khi họ làm ở cửa hàng họ thì họ sẽ rút tất cả các cái thứ gì mà họ nghi ngờ. Thứ nhất là rút rắc của kim phun, rồi những cái rắc cảm biến các thứ, rồi những cái rắc ở đây họ cũng rút hết ra để họ nghiên cứu. Họ làm theo cái cách của họ. Thì khi mà họ rút ra như thế thì nó sẽ bị lỗi, gọi là lỗi quá khứ. Thì bây giờ là trước khi là về tay chúng ta sửa chữa thì chúng ta phải xóa sạch hết cái lỗi quá khứ của trong cái xe này. Có thể là cái lỗi đi từ trước đến nay, hoặc là cái lỗi mà những thợ trước họ vừa mới có thể là rút ra để gây ra lỗi. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách xóa lỗi thủ công trên cái xe này. Đây là cái xe lít 110. Đó, đây là xe lít 110 đời đầu anh em nhé. Cái đời này là đời có chân chống điện. Nói chung là cái cách xóa lỗi này thì nó có thể áp dụng được cho nhiều loại xe của hãng Honda. Chân chống điện hay không chân chống điện thì nó cũng thế thôi. Còn cơ bản là cái hệ thống FI này nó sẽ là như nhau. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi vào tiến hành. Khi đi vào tiến hành thì mình sẽ bật chìa khóa lên. Đó, cái đèn FI này vẫn cứ ngắt bình thường và nó đang không hiện một cái lỗi gì cả, đúng không ạ? Và bây giờ là chúng ta sẽ để ý cho là tất cả những cái xe FI ấy, thì những cái rắc mà kết nối 4 dây như thế này thường nó sẽ nằm ở gần ECU. Đó, thì ở cái xe LEED này thì nó đang nằm ở đây. Ví dụ là những cái xe Vision thì nó có thể nó nằm ở dưới kia. Đó, nó tùy ECU nằm đâu thì những cái rắc này nó nằm đấy. Nó thường là nó như vậy. Thì có một số xe là nó sẽ khác đi. Để mấy anh em ở trên cái rắc mà để chúng ta có thể kết nối những cái thiết bị đọc lỗi vào, hoặc là để test bằng tay ấy, thì chúng ta sẽ có một cái rắc 4 màu dây như này. Thì nó sẽ có một cái dây màu xanh lá, một cái dây màu nâu, nâu chấm trắng, chấm bạc anh em nhé.
một cái dây màu đen tuyền và một cái dây cam sọc trắng. Đó thì ở trên này nó sẽ có bốn cái đầu dây, thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm là có hai cái đầu dây thôi. Nó là cái dây xanh lá và dây nâu có chấm bạc ở đây. Mình bật flash thì anh em có nhìn thấy màu bạc đó. Đây có chấm bạc ở đây. Thì cái dây đấy nó sẽ nối lên trên này này. Đó, nó sẽ nối lên trên ECU. Thì đây nó chỉ là một ngã ba thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiến hành. Chia sẻ với anh em là hiện tại ở đây là mình sẽ có một cái cọng dây điện. Một cọng dây điện bình thường thôi. Và mình đã tách vỏ hai đầu. Và ở trên cái rắc 4 dây ở đây chúng ta sẽ kết nối một đầu dây điện vào dây màu nâu và đầu còn lại vào cái dây màu xanh lá cây ở đây. Đó, và bây giờ là chúng ta sẽ đi bật chìa khóa điện. Và bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên và anh em sẽ nhìn cái đèn mi ở trên này. Đó, thì khi bật lên là nó sẽ chớp một lần. Và bây giờ là nó sẽ chớp tất cả những cái lỗi gì mà trên xe này, mà những cái lần trước là thợ trước họ đã có thể là rút ra để gây lỗi, hoặc là cái lỗi trong quá khứ cái xe này nó tự bị anh em nhé. Đó, thì nó sẽ hiện tất cả các cái lỗi ở đây. Rồi, thì chúng ta cứ để cho nó nháy một lần, hai lần như này để xem là chúng ta sẽ đếm đi đếm lại xem là những cái lỗi gì. Rồi sau khi là chúng ta đã có thể là đọc được tất cả những cái lỗi ở trong quá khứ của cái xe này bị dính phải, thì bây giờ là chúng ta sẽ để nguyên chìa khóa không tắt điện đi. Và chúng ta sẽ rút cái dây mà mình kết nối rời ở ngoài đó để vào cái dây nâu và dây xanh. Chúng ta sẽ rút ra trong vòng 5 giây, sau đó chúng ta sẽ cắm xả lại nhé. Rồi thì bây giờ là mình sẽ thao tác mình rút ra. Đó, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắm xả vào. Thì sau khi chúng ta cắm giả vào như thế thì trên cái đồng hồ của chúng ta vẫn nháy như này đúng không ạ? Và bây giờ là chúng ta sẽ tắt chìa khóa đi và chúng ta sẽ lại bật luôn chìa khóa lên. Đó, thì cái đèn mi của chúng ta nó sẽ sáng đừ ra như thế này. Như thế này là chúng ta đã reset thành công, là xóa lỗi bằng tay thành công, là bây giờ là trên cái xe này nó sẽ không còn cái lỗi gì nữa. Và bây giờ là chúng ta sẽ rút cái dây này ra. Đó, cái reset cực kỳ là đơn giản. Chúng ta rút cái dây này ra thì cái đèn mi ở đây nó vẫn cứ sáng đơ ra như này. Và bây giờ là chúng ta sẽ tắt chìa khóa đi và chúng ta bật lại. Đó, thì cái đèn của chúng ta nó lại về trạng thái như bình thường. Đó, thì cái cách như thế này là chúng ta đã xóa lỗi thành công cái xe này. Và bây giờ là chúng ta sẽ có thể là đi nghiên cứu xem là cái xe này nó đã nổ được chưa. Bởi vì có những cái xe nó bị lỗi quá khứ thì nó dẫn đến không nổ được, và chúng ta reset lại thì nó lại nổ được bình thường. Đó, thì cái cách này là cái cách xóa lỗi trước khi chúng ta sửa những cái xe FI này. Chúng ta chưa cần biết là nó bị lỗi như thế nào, chúng ta đã phải xóa cái lỗi này đi đã. Thì sau đó thì chúng ta mới có thể là tiến hành đi vào nghiên cứu cái xe này xem là nó bị lỗi như thế nào. Nếu như cái xe này chúng ta đã xóa lỗi rồi, hiện tại là nó không còn cái lỗi gì rồi mà nó vẫn không nổ được, thì chúng ta lại đọc lỗi của nó. Nếu như nó lại phát hiện ra lỗi thì bắt đầu là chúng ta lúc đó mới đi xem cái lỗi ở trên cái đèn này nó đang báo là lỗi thứ bao nhiêu, và chúng ta sẽ phải đi kiểm tra những cái chi tiết bị lỗi đó. Đó, cái cách mà gọi lỗi thủ công này cực kỳ đơn giản. Rồi thì hy vọng là anh em đã hiểu cái phần này. Thì mình xin phép mình nói sơ qua lại một lần nữa. Ở trên cái rắc 4 dây ở đây thì nó sẽ có một cái dây màu cam, một dây màu đen, một dây màu nâu và một dây màu xanh lá. Đó, thì chúng ta sẽ lấy một cái đoạn dây điện như thế này, là chúng ta sẽ nối tắt giữa cái dây màu xanh lá và cái dây màu nâu. Đó, thì khi chúng ta nối vào như thế là chúng ta sẽ bật ổ khóa lên. Bật ổ khóa lên thì cái đèn mưu ở đây nó sẽ nháy tất cả những cái lỗi gì trong quá khứ của cái xe này nó đang bị lỗi, thì nó sẽ báo lên đây. Và chúng ta muốn xóa lỗi nó thì chúng ta sẽ rút cái dây kết nối ở ngoài này giữa cái dây nâu và dây xanh này trong vòng 5 giây thì chúng ta sẽ cắm lại. Sau đó là chúng ta nhìn ở trên cái đèn mưu đây, nó vẫn cứ nháy. Và chúng ta sẽ tắt cái chìa khóa này trong vòng 2 giây hoặc 3 giây là chúng ta sẽ bật lại. Thì cái đèn FI của chúng ta ở đây nó sẽ sáng đơ ra. Nó sáng đơ ra như thế là nó đã xóa lỗi thành công. Và chúng ta sẽ rút cái cọng dây này ra khỏi cái dây nâu và dây xanh ở kia.
và sau đó là chúng ta sẽ tắt ổ khóa đi và chúng ta bật lại. Đấy, khi chúng ta bật lại lên ấy, thì nó sẽ hiển thị như thế này. Nó sẽ hiển thị trong vòng khoảng 3 giây là nó sẽ tắt đi. Như thế là chúng ta đã xóa lỗi thành công. Và bây giờ là chúng ta có thể là tiếp tục là đi bắt bệnh của cái xe này. Đó, thì trước khi vào sửa những cái chiếc xe FI này, việc đầu tiên của chúng ta là sẽ phải xóa lỗi thủ công hoặc xóa lỗi bằng máy. Đó, chúng ta chưa cần biết là nó bị cái lỗi gì, cứ vào là chúng ta phải xóa lỗi đã. Đó, thì sau này là khi chúng ta đã xóa lỗi xong rồi là chúng ta mới tiếp tục là đi xem cái xe này nó bị lỗi như nào. Thì lúc đó chúng ta sẽ gọi cái lỗi của nó lên xem là nó sẽ bị như thế nào để dẫn đến là nó không nổ được chẳng hạn đó. Đó, thì cái cách bắt bệnh hoặc là cách xóa lỗi này là cực kỳ là đơn giản. Rồi thì clip tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách bắt bệnh của con xe này. Đó, ở đầu video thì mình đã chia sẻ rồi. Thì cái xe này thì đúng như mình làm ấy thì mình không phải tháo tung tóe này đâu. Nhưng mà mình làm video mình quay cho anh em thì mình bắt buộc là mình sẽ phải tháo tung tóe này ra. Và cái đoạn dây này thì mình sẽ phải bỏ thêm một cái đoạn vỏ này ra để mình chia sẻ cho anh em cho nó dễ. Rồi, hẹn anh em ở video clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt. Nếu anh em thấy hay, like, share, subscribe kênh của mình nhé.